Dạ nghe phụ huynh nói gì vậy? Bây giờ chú Sài Gòn Men sẽ đề cử. Ủa sao con bé chạy không mất tiêu rồi? Đi toilet hả con? Ủa con đi rửa tay hả? Đi rửa tay rồi vô sau múa rồi bé này lên thế chỗ liền, nhanh lên. Ủa sao nó đi rửa tay đi rửa trơn rồi? Quay lại, trời ơi. Quay lại.